Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Trái Cây Trần, bữa báo giá tổng bãi mắt kiến ngày hôm nay nha bà con cô bác. Lời nói đầu tiên kính chúc gia đình bà con cô bác nhiều sức khỏe nha, an lành bình an trong cuộc sống. Đầu tiên lên chúng ta xô hàng những cái hóa đơn, những cái đồng hồ mắt kiến ha, đồng mắt kiến à. Đây, cái này là tem tiếng Nhật nha bà con ha, nguyên zin mua từ nhà sản xuất về ha. Rồi em sẽ xô hàng những cái hóa đơn cho bà con cô bác xem nha. Đây, xô nhanh những hóa đơn nha bà con cô bác ha. Hóa đơn thì nói chung là em bán hàng thì em giữ là hóa đơn tất cả những hóa đơn hãng Sagawa ha, thương hiệu vận chuyển đình đám của Nhật Bản ha. Đây là những hóa đơn nhiều lắm mà tại mình xô sơ qua thôi ha. Đây là tiếng Nhật Bản camera nè ha, tiếng Nhật Bản nha bà con cô bác ha. Nó có sách thì mắt phải có chứng. Đây là gõ gàng Sagawa ha, thương hiệu đình đám là Sagawa SF.GB nè, GB là da băng á, cắt của da băng ha. Rồi đầu tiên lên cái mắt kiếm râm này, đây thấy mặt của em luôn. Đây là 20% gì nè, sale up nè, tiếng này tiếng Nhật nha ha, hãng Super Class. Rồi báo giá luôn này nha bà con, 725.000 đồng ba cái. Mại vô 145 nguyên zin mới 100%, tem giá vẫn còn ok con đây ha. Bật cây cho bà con các bác xem thử nè, râm nha ha, chỗ thấy cái mắt kiếm phía sau luôn. 7501 vòng 1 51 20 145. Ok ha. Rồi báo giá tổng bãi nha bà con. Cái này không có độ, không có độ mà hàng này hàng hiệu ha. Đây. Yamamoto LIF 401. Đây, giọng của em nó nè ha. Quá đẹp trong một lần luôn. Cái kiến này là xuất sắc trong giai trị nữ luôn á. 140 ha. 140 nha bà con cô bác. Nè, rộng nè, nó làm da gì Yamamoto gì đó, không có độ nha, kính bảo hộ luôn nha, đi nắng đi mưa bình thường luôn nha, không có độ nha. À, báo giá tổng bãi luôn. Rồi 725.000 đồng hai ba cái nha bà con. Bà con muốn lựa cái nào thì chụp màn hình lại giúp em. Đây, hàng này là thương hiệu đình đám nè. À, 120 thương hiệu đình đám nha bà con ha. Đây, 4415 beta BTNT ha, đó là bên trái nha. Đây là mới chát con bà bác luôn, zoom gần cảnh cho bà con bác. Đấy, đấy thương hiệu đó nha, Zop nha bà con ha. Thương hiệu Zop là một trong những thương hiệu mắt kiến cũng nổi tiếng toàn cầu đó nha bà con. Zop ha. GA93101. Vì sao bán báo giá tổng bãi, bán số lượng lớn thì trong đó bà con biết ha. Có những cái bà con mua rất là ngợi ha, thí dụ như cái này bà con mua cho con cháu trong nhà xài nè, tem giá vẫn còn ha, tem quét mã luôn ha, cái này khắc mực đó, là mua có cái này cái kia rất là rẻ nha bà con ha, đúng ngay hàng hiệu luôn nha, hàng chất lượng cao luôn. Đây, kính dân, kính là kính râm nha, nữ nha, nữ trẻ em này nọ nè, màu hồng màu hường nè, ok con gà đen luôn nè nha, mã kính công luôn ha, đo từ đây tới đây thôi. À, đúng ra nó của em nó là 135 ha, 135 kính râm không có độ nha. Em cũng nói lại, xin bà con ít phút nó lại là 26575. Kính râm bên nước ngoài, bên Nhật Bản là râm là phải có độ hay hoặc không độ, mình phải nói rõ nha. À, chứ để nhiều khi khách hàng mua xong rồi về đeo không có được đó là nguy hiểm lắm nha bà con, cực kỳ nguy hiểm. À, đây bất cứ thứ bà nội không bà con ơi. Nè, hàng này là thứ già luôn. Rồi xe rộng của em nó là 120 đúng luôn nha. Đây phía sau bên này thì nó cũng đã ghi chữ từ lưu hộp me chân Betton United Basket gì đó tùm lum hết trơn ha. Giá yên thì vẫn còn nha, mình không có chim vô hay mình không có cắt ra mà in vô nha ha. Cái này của người ta bên Nhật người ta làm ha. United Color of Bentley ha. Tiền nào thì của đó nha bà con ha. United đáng lẽ ra bán á, là một bán lẻ rất là mắc tiền nha bà con ha, không có đơn giản như bà con nghĩ đâu, không độ nha ha. Kính này thuộc dạng như kính trẻ em hay gì rồi đó, tiếp tục nha. Để trong bọc ni lông để sợ mình nhiều khi mình chày hay là ấy, bởi vì mình khi mình lột ra nó hơi sột sẹt chút nha đó. Cái này râm nè, thấy mình luôn nè, chán gương nha ha, đi biển đi gió đi mưa đi bão đi tùm lum hết trơn nè, làm cái kiểu đẹp ghê hồn không đó, xuất sắc trong gia đình nữ luôn đó, trong một cuộc tình luôn nè.
khi mà cái này thì dòm không thấy nè ha, nó chán hai lớp nè, dòm vô không thấy ở dưới nha, nhưng mà cái này dòm thấy nè, lắc ngang là màu tím nè, mà con thấy không, màu tím nè ha, lắc ngang tới nè, dòm xuống chỗ đàng hoàng luôn, màu râm hồng nha, đẹp cực kỳ đẹp. Mắt kiến này là một trong những mắt kiến ưa thích ha, rất là nhiều anh chị em ưa thích, 140 nha, nó tuyệt vời, có mặt trời luôn, lắc ngang là màu tím màu xanh nè ha, nhìn thẳng màu xanh lá cây nè ha, đổi màu từ lưu hột me chân ha, 725.000 đồng ba cái. Mà vô đây tiếp tục hàng loạt mắt kiến thứ già. Mắt kiến này nữ nam, nữ đeo được nha, nữ nam đeo được. Quay lại đo cái chính xác cái coi, đo cái chính xác 145-150, làm hoa văn cực kỳ đẹp nha, kim tuyến đàng hoàng ha, dưới này nè ha, đẹp tuyệt vời, không có độ nha bà con ha, độ mới em này khoảng cỡ là 97% ha, kính công ha, titan hay gì nè, làm tuyệt vời ông mặt trời luôn, xuất sắc trong giai tỳ nữ bạch tiết và bảy chú lùng, đây nè, làm hoa văn bên này luôn nha. Đó kính đó thì nó hơi to đó ha, kính thì hơi to. Đây tiếp tục nha bà con, kính này kính nữ luôn nha ha, kính nữ này là sao nó bự quá ta, đa phần kính nữ 150 luôn nha bà con ha, 150 luôn bà con ơi. Nói chung mình mô tả thì báo giá hàng loạt thì bà con mua số lượng lớn thì nó ngợi hơn ha, liên hệ số Zalo với em ha, hoặc là có thể là điêu giá với em luôn. Đây nè, bên này nè ha, độ mới em này 98% luôn. Ok, con gà đen, đây là những mắt kiến nè, kiến già nè, kiến râm bà con ơi, nè kiến râm nè, hãng trên này là ghi là Camilo gì, là Camidaso gì nè, còn dưới này Camidaso đó, thấy cái mặt mình luôn nè, thấy không, hợp với cái áo, hợp với cái ấy quá. 140 luôn. Bên này thì mắt kiến cái này bọc ni lông của người ta làm, hãng làm nha, 50-20%, nói chung em không có làm cái gì chứ nè, mới kích cái này luôn nha ha, mới kích cái này luôn nha ha, bên này thì bình thường ha, cái này râm này nó bị ám khói một chút rồi nè ha, độ mới này 95% thì ám khói một chút rồi đó bà con ha, có những kính râm này nói chung mua cho mấy con mấy cháu trong gia đình đó, mình đi học á, mình đi học tránh mưa tránh bão này nào cũng ok ha, này 140 hết nghe bà con ha, kính râm, râm có độ hay râm không độ, đây là báo giá là tổng 7 nè, cái này với này thì mình cà lại ha, lấy giấy nhám mình cà lại bình thường, cái này bán rẻ mà ha, ok ha, kính râm nha, độ mới em này 95% đó. Wow, nhiều guitar à, nhiều quá ha, đây là còn nhiều lắm mà con ơi, em thấy rồi, này tiếp tục nha, có bao nhiêu thì mình chơi bao nhiêu đó. Cái này mới 100% nha. Đây xe rộng của em nó là 130-135. Màu này là màu tím hoa sen, không phải mình cứ lộn cái màu tím hoa cà đó. Trời ơi tức mình quá bà con nè, kiểu bắt mèo nè ha, tuyệt vời luôn nha ha, quá tuyệt vời trên một cục tình luôn. Độ mới em này trên 99%. Rồi báo giá thì báo giá tổng bãi hồi nãy giờ mình đã cũng đã nói đầu tiên video, bà con này vô sau thì xem lại nha, 725.000 đồng ba cái, mãi vô. Đây tiếp tục nha, 140 nha bà con ha, cái này thì mới chát luôn ha, 75-145 gì nè ha, mưa gió bão bùng nha bà con, super classic ha, chắc cái này có thể là trong những cái hãng mà đi đá banh này người ta làm hàng loạt á, mình mua được cái giá tốt thì mình về mình bán giá tốt nha bà con ha, chán gương này nha, lắc qua lắc lại thì màu tím, lắc là hẳn thì bình thường nè, thấy dưới luôn nè ha, rồi gâm nè, gâm đen, gâm nâu nè ha, ok nè, cái này độ mới 99% ha, rồi báo giá là 725.000 đồng ba cái, rồi tiếp tục sẵn là mình chơi cái này luôn, đồng hồ nha. À, trong cái lô hàng của mình thì có cái gì là mình đem lên mình bật cái đó. Kênh của em bán hàng trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần, rơi vào lúc 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng, bà con chú ý đón xem cờ lưu xe rộng của nó ha. Xe rộng của em nó là tầm cỡ là kể như là 40 đúng nha bà con ha, cờ lưu ha, tuyệt vời. Đây phía sau nè, nó trực lưu ha, nắp đít của em nó là nguyên si. À, cái này là chưa vệ sinh thôi, vệ sinh thun là nó bóng lửng rồi bà con ơi, còn luôn ha, đẹp tuyệt vời.
giá của em nó là 795.000 đồng một cái. Rồi tiếp tục đây, hàng này hàng thứ bà nội, hàng này thứ bà nội nè, con giá gì tùm lum hết trơn đó. Đây Chihuahua ha, Chihuahua là một trong những thương hiệu đến từ nhà Chihuahua Fanken. Cái đồng hồ này bán dễ lắm bà con ơi, đợt rồi bán cũng được mấy cái hay là như thế nào đó, em nhớ nhớ vậy đó ha. Nè chỉnh nè, cân chỉnh ha, rất là nặng tay, đồng chắc tay luôn ha. Chi da nguyên zin của em nó đây bà con, đó cho bà con coi mọc của em nó luôn. Đây Chihuahua socket netted water sheet, hai đĩa vẫn còn ha. Dây da thì nói chung nó bung chút đỉnh chỗ này thôi, cái này xử lý dễ ha. Chihuahua ha, hãy Chihuahua ha, quá đẹp chung một cuộc tình luôn đó. Cái này thì bây giờ bán cũng thôi, bán 800 đi ha. Chihuahua nè ha, bán 800 một cái. Đo xe rộng của em nó nha, xe rộng của em nó là tầm 44 nha bà con, thứ già luôn, mặt đen thui, kim gúng nằm dưới này được, cái kim gúng nằm dưới này ha. Chihuahua ha, Ken quá đẹp tình. Thôi bây giờ vậy đi, mình bán có cái này cái kia nha ha, bán 800 đồng bi. Rồi cái này là Disney, One Disney ha, cái này của người ta nghe trời, của hãng Nhật nghe trời, chứ không phải mình thêm gì bớt vô nè. Coi đi ha, Disney nè ha, 459 nè, Made in China nè, dưới này nè, Disney Daiso nè, một những Daiso là một những thương hiệu đình đám nè, Daiso có website của người ta luôn nè. Chi bằng ha, sản xuất lắp ráp tại China ha. Bên này là Mickey 900.000 nha bà con ha. Đây show hàng cho bà con cô bác xem đây. Ha, đây mới chét luôn nha bà con cô bác, lắp la lắp lánh cục tình luôn. Màu trắng đẹp tuyệt vời, ông mặt trời Disney SR, pin này pin cơ bản thôi. Hãng Daiso với này luôn nè, ghê hồng không? Quá đẹp cho một cuộc tình, 900.000 à, bớt có thể 50.000 thôi hoặc 20.000 thôi. Bà con muốn bớt nhiêu? 50 thì bao ship. Ủa 20 thì bao ship, 50 thì bớt, bà con chịu ship. 42 nó nói đùa thôi chứ tất cả mặt hàng bán bao ship hết nha bà con ha. Dây mới 100%, máy mới 100%, tem giá còn y bon như vậy. 900 quá rẻ cho một cuộc tình. À, tiếp tục luôn nha, quá rẻ trên cục tình nha bà con. Nói chung là bán có cái này cái kia nha. Rồi cũng có cái này luôn, lên hàng như sao, 900 luôn nha bà con. 890 thì kể như là 800 đích nè, đích bằng luôn nè ha. Hãng thương hiệu quá trời đã, đây phía sau đây, phía trước đây ha. Thương hiệu quá trời đã, độ mới trên 99%, xây của em nói là 42 luôn nha bà con ha. Rồi ok, con gà đen luôn đó, những cái đồng hồ mà kêu là xuất sắc trong giới phụ nữ luôn. Mấy cái đồng hồ thì thôi mình thẳng thấy mình chơi luôn, chứ đáng lẽ ra là mình xô mắt kiến không mà. Đây những thương hiệu đình đám đây đó, đã không? Rồi Cabana ha, Cabana là một trong những thương hiệu gì đây, mình coi dây da nguyên zin nha, độ mới em nó là tầm khoảng cỡ bao nhiêu ha, độ mới em nó là 98%, đích sáng giới luôn, lắc qua lắc lại nè, à, quá đẹp luôn. Máy pin ha, độ mới dây da mới là 100%, thép không gỉ luôn nè bà con ha. Đây nè, zoom cận cảnh cho bà con cô bác xem luôn đó, đã không? Quá trời đã luôn ha. Máy mới 100%, giá của em này em đưa ra là 1.3 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Tùy con tùy hàng nha bà con, chứ không phải là bổ đồng hết nha, bổ đồng hết thì bán luôn, chắc là xúc quần luôn á. À, bà bổ đồng hết rồi bán xuất quần, tại vì tất cả những này em đã niêm giá hết rồi ha. Đây nè, đẹp xuất sắc luôn, cục tình ơi, cục tình à, tình yêu vẫn đẹp sao nha, lâu lắm rồi mới ngâm thơ lại nha, tình yêu vẫn đẹp sao. Này hàng Marina Valentino ở gì Italy 32, cuộc đời vẫn đẹp sao, 32 38, tình yêu vẫn đẹp sao ha. Du hàm gan không còn cái nào đó, ngâm thơ nha, lâu lâu rồi mới ngâm thơ nha con. Đây hãng Merino nè, máy mới 100% luôn, Merino dán tem vẫn còn nha, tem giá của nhà Merino Italy. Cái này lột tem ra cái chữ ở dưới là chữ còn nha trời, chứ không phải lột tem ra mất mấy chữ này nha, nó in vô cái nắp nha bà con ha. Dây da của em nó nè bà Nhân, nhìn thấy có đụng hàng em mới kêu là sư phụ, không bao giờ đụng hàng, đã hàng của Ý rồi mà ha. Giá báo giá luôn, cái này luôn là 2.5 triệu,
có lịch có ngày đính đá đầy đủ mặt luôn, máy mới 100%, đích sao tem giá vẫn còn ok ha. Đó, quá trời đẹp cho một cuộc tình luôn. Đây water ship đây, chơi cái này luôn. Cái này là hãng của Daiso nữa nha, đây nè nha, Daiso nè, chấm ATP dây băng nè ha, 4 năm nè ha, lắp ráp tại China, Rosso Piano Alloc Watch. Đây hàng này đây, đen thui, mặt đen thui nha. Đen thui luôn, dây da nè, bà con thấy dây da mới của người ta không, đã ngứa cho một cuộc tình không đó, đã ngứa cho một tình. Dây này kim này nó hơi lỏng lỏng rồi nè, kim mà mình để mình tháo ra xong rồi mình lắp lại chứ hả, cái này cái kim nó muốn lỏng rồi nè ha. Rồi ok, con gà đen luôn, mới chét luôn. 900 bao ship toàn quốc luôn nè, 900 bao ship toàn quốc. Cái này thì xử lý dễ thôi bà con ơi, tháo ra, tháo kim ra, đóng nó kịch là dính cứng ngắc. Chủ yếu là mình coi bộ máy ok của em nó, thứ hai nữa là máy móc ổn định là mình lẫm thôi, chứ mình đừng có chú trọng những đề lẻ tẻ nữa bà con. Bà con sẽ không bao giờ mua được những hàng chất lượng cao. Đây cái này là siêu sao con bò cừ luôn nè, cái này là siêu sao con bò cừ đó bà con luôn nè. Để em lấy cái tem giá nha, em đọc cái thông số cho bà con của bác xem nha, cái đó là siêu sao con bò cừ đó. Bảo đảm mà con nhìn mà con khoái chảy nước miếng luôn. 1,7 triệu đi cọt nha. Thấy là thấy thương hiệu của em nó rồi. Đồng hồ chúng ta là phiên bản kỷ niệm 90 năm, giá nó Ferity, giá nó Ferity đấy, 90 năm cuộc tình đó, ghê không, ghê không, ghê không. Thép không gỉ rồi nọ ha, học sinh ha, độ mới 98.99%. Dây da của nó nặng chịch luôn, Guinness Leader đó. Phía sau mặt này nè bà con, bà con chụp màn hình cái này lại xong bà con lên Google bà con dịch có phải tiếng Nhật không nha. Bản phiên bản kỷ niệm dây da mới siêu sao con bò cừ đó, thấy con nghĩ gì cọt nhé. Rồi hãng Hiracho máy record ha, đây đây đó, zoom cho bà con của bác xem nha. Đó, phiên bản kỷ niệm ha, record nè, bà con thấy không, thấy chưa, record không ha. Giá mới 1,7 triệu bao ship toàn quốc, cái này xuất sắc, quá đẹp, quá đẹp cái đó luôn. Rồi thêm hai cái nữa, đây là cái này là cái vũ khí đá này nha bà con. Tuy em nó cổ cổ cù cù nhưng chất lượng của em nó là miên man cuộc tình. Đây miên man cuộc tình Seiko Dot, đây là một trong những thương hiệu bà con khỏi giải thích ha. Seiko là một trong những thương hiệu rồi, quá trời đình đám. Seiko Water Ship đây, R Metal nó đây, đã không, đã không. Đây do xây của em nó nghe, cái mặt này người ta kêu là mặt chét 8 cạnh, xây của nó em nó là tầm cỡ 27-28 nha bà con ha. Rồi báo giá cái này luôn, dây da nguyên zin đó, hai đĩa vẫn còn nè, làm cái móc khóa cài của em nó nè ha. Dây nè, à dây Bambi ha, Bambi là một trong những dây là thứ khỏi như giới thiệu đi. Rồi cái này bán rẻ cho bà con ha, Seiko Dot nha, 1,5 triệu đó. Rồi cái đồng hồ cúng cùi cuối cùng trong bữa phát hôm nay, báo giá tổng bãi đồng hồ mắt kiến hôm nay đây. Đồng hồ chúng ta đến từ thương hiệu Subset đùa ho luôn rồi, Subset Vinta anh ba nha bà con ha, Subset Dương Ta anh ba đó, đẹp cho một cuộc tình đấy. Mặt sau em nói dây băng ha, anh ba lúc nào nó cũng có một cái khí nhỏ xíu như này ha, khí nhỏ xíu như này, dây băng nè, không NAG nè, mặt trước em nó nè, quyền thoại trong tất cả à, chất liệu em nó đồng hay gì đó bà con ơi. 32-34 nha, giá báo giá em này rất là rẻ bèo, báo giá em này 990 ngàn. Rồi bây giờ là cái chương trình cuối cùng của chúng ta đây. Bà con mua hàng thì liên hệ 0838260784. Kênh của mình là Trái Cây Trần, không có bán trái cây mà là bán đồng hồ mắt kiến. Tất cả mặt hàng mua từ Nhật Bản về và mua từ Mỹ về. Liên hệ số Zalo này, tên em là Trần Quốc Bảo, bà con kêu Trần Quốc Bắc cũng được ha. Rồi bye bye, see you again, hẹn gặp lại bà con cuối tuần thứ bảy cuối tuần nha. Giờ lúc 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng phát trực tiếp nha.